Lại nữa, thiện hiện theo lời ông nói, ví như hư không có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Đại thừa cũng vậy, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông đã nói. Vì sao? Vì hữu tình vô sở hữu nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc hữu tình, hoặc hư không, hoặc đại thừa, tất cả như thế đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, hữu tình vô lượng nên biết hư không cũng vô lượng. Hư không vô lượng nên biết đại thừa cũng vô lượng. Hữu tình vô số nên biết hư không cũng vô số. Hư không vô số nên biết đại thừa cũng vô số. Hữu tình vô biên nên biết hư không cũng vô biên. Hư không vô biên nên biết đại thừa cũng vô biên. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì nếu hữu tình vô lượng vô số vô biên, hoặc hư không vô lượng vô số vô biên, hoặc đại thừa vô lượng vô số vô biên, thì tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc.